Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí review về xe của Ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Ô tô Thiện Nhân sẽ xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải van của Suzuki. Một cái chiếc xe tải mà đã quá đỗi quen thuộc với đại đa số người dùng ở Việt Nam rồi. Thì cái dòng sản phẩm này là một trong những cái dòng sản phẩm mà Suzuki đã giới thiệu cách đây 20 năm. Đã 20 năm trôi qua mà cái dòng sản phẩm này với cái ngoại thất, với cái hình thức nó không thay đổi gì sau 20 năm. Nghĩa là nó vẫn giữ nguyên cái hình thức thiết kế như này, không có cái gì thay đổi cả. Nó chỉ khác một chút về các cái thông số về động cơ này, các cái tiêu chuẩn khí thải. Ngoài ra thì cái dòng sản phẩm này vẫn được giữ nguyên tất tật mọi thứ. Và mình sẽ giải đáp cho các bạn biết tại sao hãng không thay đổi nó mà không nâng cấp nó lên để giành lại những cái thị phần mà hiện nay nó đang bị chiếm lĩnh bởi các cái thương hiệu xe Trung Quốc như là Đông Ben hay là Kenbo. Thì cái dòng sản phẩm này có với cái tên nó rất là quen thuộc, đó chính là cái tên Suzuki Super Carry Van, hay người ta còn gọi là Sucoc. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đến về cái ngoại hình của cái sản phẩm này. Thứ tiên là về cái phần đầu xe, chúng ta sẽ thấy một cái tên là Super Carry ở bên trái xe như thế này. Chúng ta sẽ thấy cái logo của Suzuki ở giữa và cái biểu tượng của cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4 ở in bên mặt phải. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo của Suzuki được in 3D nổi lên như thế này. Và cái logo Suzuki ở phía trên thì chỉ là dán đề can thôi. Cái này hoàn toàn có thể bóc ra, hoặc nếu mà sau một thời gian nó bẩn, các bạn có thể là dán một cái logo mới vào đây. Ok, chúng ta sẽ có cụm đèn pha bằng halogen rất là quen thuộc với cái kích thước to bản như thế này. Một điều mà mình thấy cái đèn này nó khá là hay, bởi vì là nó sẽ khi mà trời mưa ấy, các cái đèn này nó không bị nước vào. Nhưng với các cái xe của Trung Quốc, các bạn để ý một chút thì sau một trời mưa to chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong đèn này nó có hơi nước. Nhưng cái dòng sản phẩm Suzuki Super Carry Van này thì cái đèn này được làm rất tốt. Ok, chúng ta sẽ có một cái phần yếm màu đen, đen tuyền như thế này. Nói chung là nó cũng rất là mỏng manh thôi, thế nhưng mà cũng rất là dễ thay thế. Các bạn có thể vào bất kỳ một gara nào, gara nhỏ hay gara lớn, thì họ đều có cái yếm này để thay cho xe của các bạn khi mà các bạn bị đâm hay đụng. Chúng ta có hệ thống gạt mưa ở đây rất là quen thuộc. Tại vì sao cái dòng Suzuki Super Carry Van này người ta gọi là cái dòng xe không có mũi? Tại vì máy họ không để ở đây, mà máy họ để ở dưới gầm xe, dưới ở bên lái xe đó. Thì đằng trước sẽ không có không gian, nó không cần thiết để thiết kế để cho cái phần đầu xe này nó dài ra, tại vì điều hòa không đặt ở đây. Và cái sản phẩm này mặc định nó không có điều hòa, nói đúng hơn nó là như vậy. Mặc định thì với cái bộ máy là chưa tới 1 lít, thì cái công suất của nó chỉ có 35 kW thôi, và nó không được trang bị điều hòa. Thì nếu mà ai lắp điều hòa thì chỉ là một cái trang bị thêm. Và cái trang bị thêm như thế thì nó sẽ khiến cái bộ máy của các bạn yếu lại. Thì đây là một trong những cái lý do mà những ai mà lắp điều hòa cho con Suzuki Super Carry Van này, họ than phiền rằng máy rất là yếu. Thì đấy là một trong những cái lý do. Ok, để mình mở cái phần đuôi xe ra cho các bạn xem. Trên này chúng ta sẽ có một cái logo Suzuki khác ở bên hông xe như này, và một cái đèn riêng như này. Ok, về cái hệ thống kính gương, hệ thống kính thì rõ ràng kính bằng tay rồi. Chúng ta sẽ có gương chiếu hậu cũng bằng tay, rất là đơn sơ, mộc mạc, đúng kiểu thiết kế của 20 năm trước. Đây chúng ta có đèn này, khoang chở hàng đằng sau này. Mặc định cái sản phẩm này thì hai cái khoang nó được nối liền nhau. Đấy, thì với những cái đơn vị họ bán xe này, ví dụ như bên mình chẳng hạn, thì mình sẽ làm cho khách hàng cái tập chất điều hòa free như thế này. Nó sẽ để khách hàng lắp điều hòa ở phía trên và nó sẽ không bị tốn nhiên liệu xuống đằng dưới này. Chúng ta sẽ có một cái khoang hàng rất là nhỏ, chỉ rơi vào khoảng 1m4 chiều dài, chiều cao 1m2 và chiều rộng lòng thùng 1m2. Thì cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà xe tải van nhỏ nhất có trên thị trường, với cái kích thước khoang hàng đằng sau rất là nhỏ và cái khoảng trống khi mà chúng ta lên xe nó cũng rất là thấp như thế này. Nó chỉ khoảng 40 phân. Khoảng 40 phân như thế này thì chúng ta rất rõ ràng, chúng ta sẽ rất dễ để vận chuyển hàng hóa lên. Thế nhưng ngược lại là
sẽ gây ra một vài cái yếu điểm là khi chúng ta nội nước của khoảng trống gầm nó rất là thấp, chúng ta có hệ thống nốt và made in Việt Nam, hệ thống la răng và vành rất là quen thuộc, bốn chấu này, bốn ốc này. Ok, chúng ta có hệ thống nhíp treo, hệ thống khung gầm đã quá đỗi quen thuộc với đại đa số người dùng Việt Nam rồi. Về đằng sau xe thì sao? Chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn hậu, đèn xi nhan, hệ thống bắt biển, hệ thống khóa để mở cửa sau. Đây thì khóa mở cửa sau đây chúng ta sẽ ấn vào. Đằng sau vẫn có cái logo của tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Ok, phần này chúng ta có thanh trượt này. Thanh trượt kiểu thanh trượt như này, nhưng mà khi mà chúng ta tra dầu ở đây và khi chúng ta di chuyển ra ngoài đường thì có thể là khi nếu quần áo các bạn đi qua đây thì nó sẽ làm bẩn quần áo của các bạn. Ok, nó cũng chẳng phải là yếu điểm. Ở đây chúng ta có cái khóa để mở nắp bình xăng để chứa tiếp nhiên liệu này. Rồi bây giờ mình sẽ vào khoang lái cho các bạn xem qua. Bên trong này thì mình sẽ đi nhanh. Chúng ta sẽ vẫn có rất những cái thứ rất là quen thuộc. Nội thất thì nhất là về cái vô lăng 25 không thay đổi, rất là mỏng manh và rất là nhàm chán. Chúng ta có cụm đồng hồ cũng với các cái thông tin rất là cơ bản, số km, rồi là tiêu thụ nhiên liệu, nước làm mát. Ở đây chúng ta chỉ có một hệ thống giải trí đa phương tiện USB. Ok, giải trí của Parler rất là hay, loa của cái dòng này mình đánh giá cao hơn các dòng xe tải van khác. Và hệ thống lấy gió, hệ thống quạt gió ở đây, nếu lắp điều hòa vào thì nó sẽ là một cái hệ thống để phả gió điều hòa ra. Cần số thì vẫn giữ nguyên sau rất nhiều năm, phanh tay đặt ở dưới này. Ok, mọi thứ mình không đánh giá cao lắm, thế nhưng mình đánh giá cao về cái chất liệu ghế da. Thì ghế da của sản phẩm Suzuki này là một trong những cái sản phẩm ghế da rất là tốt, nhất là nó ôm trọn người, thứ hai rất là thoải mái. Rồi mình sẽ đi xuống. Thì cái dòng sản phẩm Suzuki Super Caravan này là một cái dòng sản phẩm có thể coi là huyền thoại tại thị trường Việt Nam. Nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì về cái dòng sản phẩm này, các bạn có thể là để lại comment bên dưới video hoặc gọi điện thoại cho mình theo số điện thoại 0987773322. Nếu các bạn muốn biết về giá của dòng sản phẩm này, các bạn cũng có thể là phản hồi qua số điện thoại của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.